Thưa quý vị tình trạng hiếp dâm nữ sinh tại Việt Nam làm phụ huynh lo lắng tin từ bắt cạn tình trạng nữ sinh bị hiếp dâm nhưng nhà trường và chính quyền bao che tội phạm đang trở thành sự quan tâm của phụ huynh học sinh Trước sự tức giận của dân chúng, ngày hôm nay một nhóm phóng viên đã tới xã Cao Tân, huyện Bắc Cạn để bênh vực cho một nữ sinh bị một nhóm nam sinh hiếp dâm, bị nhà trường và nhà chức trách địa phương im lặng đối với tội phạm khủng khiếp này. Vào đêm 31 tháng 8 năm 2014, lúc gần 12 giờ khuya, một em gái có tên viết tắt là S.T.M. sinh năm 1999, người sắc tộc Hờ Mông, đang cùng với 22 nữ sinh ngủ trong phòng nội trú, thì 6 cụ nam sinh đột nhập các nữ sinh khác chạy thoát nhưng em STM đã bị nhóm nam sinh này hiếp dâm. Từ cái đêm kinh hoàng đó thì em STM đã không dám tới trường, trốn trong nhà trên núi. Trong lúc nữ sinh STM mới 16 tuổi bị cưỡng hiếp, những nữ sinh khác chạy đi gọi thầy, nhưng khi thầy tới thì bọn nam sinh bỏ chạy, thầy chỉ bảo học sinh vào ngủ trở lại, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Em STM sợ thầy la mắng nên đã nằm suốt đêm đợi tới sáng, kêu bố tới trở về nhà. Khi nghe tin con bị hãm hiếp, bố của cháu em đã chất vấn hiệu trưởng, thì hiệu trưởng lại lạnh nhạt nói rằng chỉ mấy thanh niên say rượu vào vòng nữ sinh vui chơi, không có gì là lớn lao phải quan tâm. Bố của em đã đi báo công an cho danh tính 6 nam học sinh, công an giới thiệu em tới bệnh viện khám nghiệm và kết quả khám nghiệm được tuyên bố là em chưa từng bị cưỡng hiếp. Một luật sư nhận binh vực cho em đã nói rằng bọn hiếp dâm là con của những người có thế lực trong xã nên nhà trường, công an và bệnh viện đã thông đồng nhau bao che. Tuy nhiên, một trong những thủ phạm là nông văn lờ đã ăn năn hối hận, nói rõ tình cảnh vụ hiếp tập thể như thế nào. Lời thú tội đã gây xôn xao dư luận, không chỉ ở xã Cao Tân mà ở cả tỉnh Bắc Cạn cũng như là trong nước. Với lời khai rõ ràng của nông Văn Lờ, công an Bắc Cạn vẫn không mở cuộc điều tra, lại tổ chức một buổi tranh cãi giữa những tên thủ phạm. Và sau buổi đối chất này, cơ quan điều tra kết luận không tìm thấy đủ yếu tố cấu thành tội phạm chiếu theo thông tư của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Một vụ hiếp dâm nữ sinh, một trong những thủ phạm nhận tội nhưng chính quyền vẫn bao che cho tội phạm là điều chỉ có ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.